Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một sản phẩm dưỡng sinh rất tốt cho sức khỏe mà chúng ta nên dùng thay thế cho sữa bò, đó là bột kem gạo lứt. Cơ thể con người chúng ta thực chất thì không có phù hợp để dùng những sản phẩm từ động vật mà phù hợp để dùng những sản phẩm từ thực vật hơn. Nếu mà chúng ta ăn uống được thuần chay thì sức khỏe chúng ta sẽ tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ mắc những bệnh như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, bệnh dạ dày vân vân rất là nhiều, và tuổi thọ chúng ta sẽ tăng lên. Còn nếu chúng ta dùng những chế phẩm từ động vật nhiều, chắc chắn tuổi thọ của chúng ta sẽ giảm và trí tuệ của chúng ta cũng sẽ giảm theo. Nếu chúng ta ăn uống được thuần chay thì chúng ta sẽ thông minh hơn. Trẻ em nếu như mà được ăn uống thuần chay theo lối dưỡng sinh từ nhỏ thì chắc chắn sẽ thông minh hơn những đứa trẻ mà ăn thịt, uống sữa bò. Và chắc chắn là nếu chúng ta ăn uống thuần chay đúng cách, dẫn đầy đủ chất dinh dưỡng chứ không có thiếu chất gì hết, bất cứ những chất gì có trong động vật thì bên trong thực vật cũng có mà dễ hấp thu hơn. Thành phần gạo lứt đỏ 6 tháng, một cây gạo lứt. Tác dụng bột gạo lứt rang rất hiệu quả trong việc kháng virus và kháng vi khuẩn, giúp bạn tránh được các hiện tượng táo bón, tiêu chảy và mất như thiên nhiên. Tác dụng làm giảm cân, hiệu quả an toàn, giàu omega 3, 6, 9 và axit folic có trong lớp cùi của gạo lứt, cũng đều có tác dụng cải thiện thị lực của mắt. Cách sử dụng thì chúng ta pha một ít bột, để một ít bột vào ly, chúng ta khuấy đều cho tan với nước rồi chúng ta đổ nước sôi vào. Nếu muốn ngọt thì để thêm một ít đường. Nói chung chúng ta ăn uống theo lối dưỡng sinh là phương pháp ăn uống mà tốt nhất cho sức khỏe, thuận với tự nhiên và phù hợp với nguyên lý của vũ trụ, giúp chúng ta có một sức khỏe bền bỉ lâu dài theo thời gian và năm tháng, không sợ bệnh tật. À, ăn chay thì vừa giúp chúng ta giảm được nghiệp sát, không có cộng nghiệp với những người mà sát sanh hại vật. Tại vì khi chúng ta ăn thịt là chúng ta sẽ cộng nghiệp với những người mà sát sanh, những người mà làm trong lò mổ để mà có được miếng thịt cho chúng ta ăn. Nên tốt nhất chúng ta hãy ăn chay là tốt nhất. Rồi, chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành hạnh phúc trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Chào mọi người.